Xin chào anh em, tôi là Sói Tuyết đây. Nói đến M1911 thì nó là người ta nghĩ đến một cái súng huyền thoại. Mà cái súng này nó có rất nhiều các phiên bản khác nhau. Thế nên để có bộ sưu tập M1911 chắc là phải sở hữu phải mấy chục cây. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cây súng cũng dòng họ nhà M1911. Đấy, nó chính là cây M45A1. Cây này thì nổi tiếng và xuất hiện như, được nhiều người Việt Nam biết tới, đó là sau cái đợt mà ông Đỗ Lam Trung à với ông Kim Jong Un ông ấy về về Việt Nam tham gia hội nghị liên triều Việt Mỹ nội, thì các cái đặc vụ Mỹ họ đã cầm theo con này sang Việt Nam. Đấy, còn đây là một phiên bản airsoft cho hãng SRC sản xuất. Đầu tiên thì chúng ta có một cái xe hướng dẫn sử dụng. Đấy, các bạn thấy không? Chỉ nói riêng dòng M1911 đã rất nhiều. Phiên bản này thì có hai mác cả CO2 và cả bắn ga. Mình cũng đã mở hộp vài cây của SRC rồi. Thế này anh em nếu mà quan tâm về cái hãng sản xuất này ấy, thì anh em cứ xem lại cái clip về M92 M1911. Đây là cái mác ga được đi theo súng. Sẽ để trong cái túi riêng để tránh bị khô gioăng cao su hoặc là hỏng các cái gioăng cao su, thì họ đã cho cái hộp riêng mà nó có cái túi đông này. Cái này mình đánh giá rất cao. Tiếp là mình có một cái gioăng a có một cái lục lăng để cái mác cho nắp ở súng, thì nó là cái mác CO2. Các bạn cho ống CO2, các bạn siết siết ở đây. Rất rất nhiều người anh em hỏi mình câu thì airsoft là chỉ có bắn ga bắn CO2 vào. Nó nhiều chứ, airsoft bắn AIG rồi bắn position nhiều nhiều chứ. Rồi. Và đây là cái súng chúng ta còn có cái hộp nữa. Khá là đẹp, hãng SRC này luôn luôn tử tế cho với người dùng, và tất cả các cái phụ kiện họ đưa theo đều rất ok, ngon lành cành đào. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung, nhưng mà mình nghĩ nếu mà cái mác này màu 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 trắng đẹp hơn. Như thôi, sao màu đen được. Còn có cây cây gì nhỉ? Cây M1911 à? Nó còn có cái mác ga thì là mác đen, còn cái mác CO2 lại là màu bạc bạc, một cây súng màu bạc. Mình không hiểu là cái hãng sản xuất này họ như kiểu họ sản xuất đại trà cái mác màu đen này, rồi sau đó là nó dùng cho M1911 mà rồi cả SRC à, cả M45. Cây súng Colt M45A1 thì là nó bắn đạn chấm 45. Nhìn chung thì nó có giống như những cây M1911 nhưng mà nó sẽ thiết kế hiện đại hơn, tactical hơn này anh em. Nhìn nó có những sự mới mẻ. Đầu tiên là cái màu màu súng nó là một cái màu màu này là màu tan và nó đẹp lắm. Nó gọi là màu cát ấy. Và đặc biệt các bạn nhìn thấy phần úp tay không? Sờ nó cũng sướng mà nhìn nó cũng đẹp. Mình đảm bảo sờ sướng cực và đẹp. Rất đẹp luôn. Nó bằng nhựa thôi nhưng mà nó cảm giác sờ nó có vị độ sần sần. Các bạn nhìn nhé, góc này các bạn thấy cái sự sần sần không? Đấy, sần sần. Và nó có các cái màu sắc nhìn nó tuyệt vời lắm, đẹp lắm. Đây là một cái mình đánh giá rất cao. Và cái lúc mà các đặc vụ sang Việt Nam ấy, họ đút vào trong cái bao súng như này, họ đút vào holster này. Thế là khi nhìn qua cái này này, nhìn thích lắm, rất ok. Tiếp theo là cái snai súng, tất nhiên phải bằng kim loại rồi, bằng kim loại rồi. Nhưng mà mình thấy cái độ kín khít của nó thì nó cũng không cao lắm. Nhưng mà thực sự ra thì đây là một mẫu súng tầm trung nhé. Nó đắt hơn Uy, hơn hãng Uy là bởi vì là nó có hai cái mác. Mà bạn nghĩ xem, chỉ cần thêm một cái mác thôi đã là rơi tầm độ trên dưới 1 triệu rồi. Riêng mác CO2 đắt hơn. Ngoài ra SRC họ còn tặng cho cả cái hộp này. Đấy, đấy là cái rất ăn tiền. Và tất nhiên là giá sẽ phải cao hơn nhà, điều đương nhiên. Nhưng mình nghĩ nếu như mà nó chỉ có một mác ga thì nó cũng chỉ bằng ngang Uy thôi. Ngang Uy thôi. SRC thì là một hãng sản xuất đến từ Đài Loan, cũng giống như Uy. Những cây súng màu tan này mình đánh giá cao ở chỗ là khi mà nó xước ấy, nhìn nó rất là phong trần, nhìn hay lắm. Nó cảm giác như là ông vừa đi chiến trận ấy, Iraq về.
Đấy. Ông đi kiểu vừa Iraq hoặc vừa vừa ở Trung Đông về nhìn hay, cực kỳ hay luôn. Chúng ta có cái ray 22 mm này để gắn thêm phụ kiện này, rất hay. Cái outer nào cái mình thích nữa, đó chính là nó được mạ mạ đây là mạ chrome, nhìn rất đẹp sáng. Và mạ chrome này thì nó sẽ chịu xước tốt hơn là nếu như là chỉ là sơn. Đó là cái mà mình đánh giá rất là cao ở những cái cây mạ chrome hay mạ niken. Súng thì có chiều dài là 200, đây từ đây đến đây 220 mm và nặng tới 960 gram. Mình không biết là con số 960 gram chính xác không, nhưng mà cầm cũng khá là nặng, khá là nặng. Mình nghĩ là nó cũng phải tầm đấy đấy. Nước sơn ok, và cái màu sơn ở đây ấy, nó khác với cái màu sơn cho cây màu đen. Tại vì nó bạn phải hiểu cảm giác như này, em phải hiểu như này, nó giống như là một cái kiểu nước sơn full ni lông chứ không phải là cái dạng sơn sần sần hay là cái gì đó. Đó là những thứ mình rất là ok khi mà mình cầm và mình trải nghiệm cây này. Lực bắn của em nó thì rơi tầm hơn 300 fps. Theo nhà công bố thì nó là 240. À quên, 340 fps. Rồi súng này cũng nhiều đặc điểm của màu 911 như là cái khóa cò này. Đấy, nếu không bóp cái này thì cò cũng không bóp được. Đấy, khóa slide khi bạn kéo lên, đẩy lên, khóa slide ở cả hai bên luôn. Đấy. Còn bên đây thì là cái chốt slide khi hết đạn. Dòng chữ Crow M4531. Cứ có cái chữ A1 đây, thường nó sẽ có các dòng súng như màu chứa 1A1 đây hay là màu 4531 thì thường nó sẽ có một cái ray đây, ray 20 mm ở đây. À, màu 1911 thì thiên hướng về dòng cổ điển nên là rất nhiều anh em chơi. Con này thì không lắp được giảm thanh anh em nhé, tại vì nhìn đây không có ray. Rồi bây giờ mình sẽ nạp ga đo FPS cho anh em xem. Băng đạn của cây súng thì cũng giống như bao dòng màu 911 khác thôi, nó chỉ chứa được có 14 viên. Giờ đo FPS nào. 320 fps, 312, 311,9, 316. Chung là xem mình nghĩ là rơi tầm 320 fps, vì dạo này bây giờ nó đang lạnh, thế này là cái nhiệt độ nó sẽ tụt xuống. À cái FPS nó sẽ tụt xuống. Mình đã vừa mở hộp và trên tay nhanh cho anh em cây M45A1 của SRC. Đây là một phiên bản cải tiến từ M1911 huyền thoại của cây súng của Mỹ. SRC thì họ làm cây M4531 thì mình đánh giá là ở mức trung bình thôi, tại vì cây súng này là thực sự ra nó cũng xếp ở dạng trung bình chứ không phải là hàng cao cấp. Chỉ có một cái điều mà mình đánh giá rất cao, đó chính là cái ốp của cây súng rất đẹp và cái mức độ FPS nó xếp xem là 320 cũng ổn. Đặc biệt là những phụ kiện mà SRC được tặng kèm theo đó chính là hai cái mác và một cái hộp rất là ngon này để nếu anh em mình chơi và bảo quản, đặc biệt là anh em chơi sưu tầm. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip, chào anh em.